Hello, xin chào các bạn. Đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Chúng ta cũng có những cái động thái, nó không có đại diện cho tất cả, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là có những cái động thái đến từ những cá voi. Chính vì các bạn thấy được, có một cái cá voi này đó, họ đã tích lũy tổng cộng là 113 Bitcoin các bạn, đã khoảng chừng là gần 8 triệu từ Binance. Và con cá voi này đã cũng đã tích lũy liên tục rồi các bạn. Con cá voi này đã tích lũy tổng cộng là hơn 1.300 Bitcoin, nghĩa là gần 90 triệu đô la, ở cái mức giá trung bình là 68.000 các bạn, từ ngày 6 tháng 3 tới bây giờ. Và đương nhiên chúng ta không biết được là họ mua trên Binance giá như thế nào. Chúng ta chỉ biết được dựa theo tài liệu on-chain mà thôi. Khi mà họ di chuyển vào ví của họ thì trung bình cái mức giá là 68.617. Thì cho dù ở mức này đi nữa đó, chúng ta vẫn thấy có người tích lũy. Thì Thuận đã từng chia sẻ với các bạn những cái quan điểm của Thuận rồi. Tại vì nhiều bạn nói là mua bất cứ giá nào đó thì cũng sợ là có người sẽ xả vô mình, có người đã mua trước đó rồi sau đó họ đợi mình mua rồi sau đó là họ sẽ xả hàng dẫn đến giá giảm xuống. Thực ra lúc nào các bạn mua đó, các bạn cũng sẽ phải mua từ một người khác, và khả năng người đó cũng sẽ đang chốt lời các bạn, giống như là Thuận chốt lời ở bên crypto, sau đó Thuận dùng tiền để mà mua bất động sản đi, thì đương nhiên cũng có người bán bất động sản cho Thuận, và có thể họ đang có lời rất nhiều rồi và họ cũng bán cho mình. Quan trọng đó là tại sao các bạn mua mà thôi, các bạn không thể quản lý được tại sao người ta bán, hay là các bạn không thể quản lý được là thị trường như thế nào, các bạn chỉ có thể quản lý được tâm lý của mình mà thôi. Giống như là khi mà Thuận mới vào thị trường này đó, thì Thuận thu mua Bitcoin lần đầu tiên là mức giá là khoảng chừng 800 đô các bạn. 800 đô bây giờ nghe rất là thấp, nhưng mà lúc đó Thuận cảm thấy mình đã quá trễ rồi. Lúc mà 1 đô không mua, lúc 10 đô không mua, lúc 100 đô không mua, rồi đợi tới 800 đô mới mua các bạn. Rồi sau đó giá lên tới 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, Thuận mua liên tục. Và cái mức giá trung bình của Thuận là tới 6.000 đô lần các bạn. Thì nhiều người nói là wow, Thuận vào đã quá trễ rồi. Nhưng mà cái quan trọng đó không phải là lúc đó giá bao nhiêu. Đương nhiên các bạn thấy được giá hoàn toàn có thể giảm, nhưng mà điều quan trọng hơn đó là lý do tại sao mà các bạn mua. Tại vì các bạn có lòng tin với tương lai như thế nào, các bạn nghĩ giá cả sẽ ra sao trong tương lai, đó chính là lý do tại sao các bạn mua. Các bạn chỉ có thể là quản lý được lý do tại sao bạn mua, bạn không thể quản lý được tại sao người khác bán. Và Thuận thường hay thấy một số bạn hỏi Thuận là có nên mua đồng này bây giờ hay không, bây giờ có nên chung mình giá hay là không. Thì câu trả lời của Thuận vẫn là nếu như các bạn mua bây giờ rồi ngày mai các bạn thức dậy nó giảm 50%, thì các bạn sẽ làm như thế nào các bạn? Có phải là các bạn sẽ hoảng loạn bán, các bạn sẽ tích lũy thêm, hay là các bạn sẽ tiếp tục hodl? Thì khi các bạn có câu trả lời rồi thì các bạn sẽ biết mình cần phải làm như thế nào. Chứ còn Thuận không thể nào mà khuyên các bạn nên làm gì hết. Mỗi người có một vị thế khác nhau. Thuận có công ăn việc làm, có thể là bạn không có, hay là Thuận có thể tích lũy được ở những cái mức thấp từ bao nhiêu năm qua, cho nên giá cả giảm thì cũng không lo lắng. Nhưng mà có thể là đây là cái số tiền bạn cần phải sử dụng trong vòng một năm tới đây vì một lý do nào đó, cho nên khi mà giá giảm đó, các bạn sẽ cực kỳ lo lắng và dẫn đến nhiều cái quyết định sai lầm. Mỗi người có một cái vị thế khác nhau và mục tiêu đầu tư khác nhau, cho nên không ai có thể khuyên các bạn được. Các bạn chỉ có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình mà thôi. Và một trong những cách mà Thuận thường hay suy nghĩ đó là giống như là Thuận muốn mua một đồng nào đó, thì câu hỏi là nếu như Thuận mua rồi ngày mai đã thức dậy giá giảm 50%, thậm chí là hơn, Thuận sẽ làm gì? Nếu như mà câu trả lời là Thuận sẽ bán tháo hay là Thuận sẽ rất là buồn, thì Thuận sẽ không đầu tư rồi các bạn. Nếu như mà ngược lại đó, câu trả lời của Thuận là wow, Thuận rất thích đồng đó, Thuận rất thích đồng Bitcoin, và bây giờ Bitcoin giảm 50% thì có nghĩa là Thuận có thể mua cái thứ mà mình thích được giảm 50%, thì lúc đó Thuận phải vui mới đúng, chứ không phải là buồn. Hy vọng là cái này giúp ích được cho một số bạn để mà tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới video này. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.